Ok, và chào mừng đến với Join the kênh battle. channel của StarJin. Thì Be the là mình đây. legend. Ok, thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà nhận thẻ đấu phẩm thiết kế bản đồ. Và cho những anh em mà chưa biết thôi, còn anh em nào biết rồi thôi, mình không có đề cập nha. Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ có là ba cách để mà nhận thẻ đấu phẩm thiết kế bản đồ trong UB30 này. Và cách thứ nhất là cũng là cái cách đơn giản nhất, là tức là anh em hãy đăng nhập vào ngày 29 tháng 9, tức là ngày hôm nay anh em. Tức ngày hôm nay thì khi mà anh em đăng nhập vô ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận được có làm cái tạo phẩm thiết kế bản đồ. Và khi mà anh em đăng nhập thế này á, thì anh em chỉ cần nhận được một cái thẻ thôi nha. Ok, và cách thứ hai á thì đó chính là anh em nhận trong cái phần đó là chơi tích lũy. Thì cái thời gian mà anh em chơi á thì sẽ là 30 phút, thì chúng ta sẽ nhận được một cái thẻ tạo phẩm, đó là 2 giờ. Nó 2 giờ nha, trong vòng 2 tiếng đồng hồ này anh em có thể tạo phòng không giới hạn. Miễn sao là anh em tạo phòng trong vòng 2 tiếng đồng hồ này thì mỗi lần anh em tạo á thì nó sẽ không tính cái thẻ tạo phòng của anh em đó. Mà hết hết 2 tiếng đồng hồ này rồi thì á thì anh em sẽ bị trừ cái số thẻ tạo phòng của anh em nha. Mình lưu ý cho anh em chỗ này. Còn anh em nào muốn lựa tối đa hóa cái số thẻ tạo phòng mà anh em chơi được á, thì anh em hãy lập một cái nhóm để mà anh em tạo phòng chơi với bạn bè của anh em. Ví dụ như là cái người thứ nhất, tức là anh em đi, ví dụ như anh em là người nhận thẻ tạo phòng đầu tiên. Giả sử như bây giờ là 8 giờ sáng đúng không? Anh em nhận thẻ tạo phòng này, anh em chơi tới 10 giờ, anh em rủ bạn bè anh em chơi tới 10 giờ đi. Sau đó thì anh em kêu cái người bạn chơi cùng á, họ nhận thẻ tạo phòng này lúc 10 giờ để mà chúng ta có thể chơi được tới 12 giờ. Đó. Thì hai người là chúng ta đã chơi được 4 tiếng đồng hồ rồi. Thì 4 tiếng này chúng ta chơi không giới hạn. Và anh em hãy để giúp mình một cái chỗ đó, đó là anh em hãy lựa chọn những cái khung giờ mà anh em có thời gian rảnh để mà anh em nhận cái thẻ tạo phòng này. Ví dụ như là anh em rảnh từ lúc 6 giờ chiều đến là 10 giờ tối, thì anh em có thể là rủ bạn bè anh em chơi vào khoảng thời gian đó, và anh em nhận vào khoảng thời gian đó luôn. Anh em lưu ý là anh em rảnh ở thời gian nào thì anh em hãy gọi là nhận ở lúc thời gian đó, để cho nó có thể là tăng cái thời gian mà anh em có thể là sử dụng cái thẻ tạo phòng này hơn. Đó, thì đó là cái mẹo của mình dành cho anh em. Ok, và cách thứ ba là anh em hãy nạp cái sự kiện nạp một kim cương nè. Thì anh em nạp kim cương vô đây mà anh em nhận nha. Thì phần nạp kim cương này có thể là nhiều anh em sẽ không làm đâu, tại vì hai thẻ tác phòng anh em nạp 300 kim cương thì nó hơi đắt đó, thì nó có thể là sẽ không có được cho lắm. Ok, thì còn một cách nữa và mình sẽ nói cho anh em luôn, sẵn đây mình nói luôn. Thì một cách này thì sẽ hơi không chắc chắn cho lắm nha, tại vì theo mình nghĩ á, là trong UB30 này thì Gana sẽ cho chúng ta gọi là một cái sự kiện đăng nhập để mà nhận thẻ tạo phòng đó, giống như cái sự kiện này nè, mà cái này thì chỉ duy nhất ngày 28 thôi, nên là chúng ta không có sử dụng nhiều. Và có khả năng nha, có khả năng thì Gana sẽ cho chúng ta đăng nhập trong những ngày tiếp theo, ví dụ như tích lũy 2 ngày nè, 3 ngày và 5 ngày, cũng như là 7 ngày, giống như cái lần mà Phi Hê Mắc vừa mới ra thiết kế tạo phòng á. Thì đó là những cái suy tính của mình thôi, và mình cũng không chắc là Gana có ra cái sự kiện này hay không, nhưng mà chắc chắn là Gana sẽ có một cái sự kiện nào đó để mà cho chúng ta nhận thẻ tạo phòng, hoặc là Gana sẽ bán trong shop với giá là bằng những cái thẻ tạo phòng của cái kia. Đây, thẻ phòng đề nghị nè, một thẻ tạo phòng trong đây thì chúng ta có là 100 kim cương nha anh em. 100 kim cương thì nó tương đương với những cái thẻ tạo phòng khác, chỉ rẻ hơn cái thẻ tạo phòng thường thôi. 100 kim cương thì mình nghĩ là không đáng để cho chúng ta mua đâu, không đáng đâu, tại vì cái thẻ tạo phòng này nó không có gì đặc biệt cả. Đó, anh em hãy đợi đi. Đó, anh em hãy đợi những cái lần mà ra sự kiện đi, thì chúng ta sẽ có được cái mà anh em nhận thẻ tạo phòng miễn phí. Chứ anh em đừng có mua rất là tốn kim cương. 100 kim cương rồi nó gần 20k rồi đó anh em. 20k nó thẻ Gana đó. Ok, thì đó là những cái mẹo cũng như là những cái thông tin mà mình muốn mang đến cho anh em trong clip này. Nếu mà cảm thấy video mình bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Còn bây giờ thì xin Join chào the và hẹn gặp lại battle. anh em trong những video lần Be sau. Bye the legend. bye.